coi bói liền hả? Nhìn biết liền. Nói nghe nè, em là coi bói. Em xin tự giới thiệu tên tuổi của em. Tên của em là em không có ai dám đặt giống em hết trơn á. Em cô Sáu Cõi Thiên Thai. Trời ơi, thường thường ta cõi trên hay là cõi dưới, sao cô Sáu cõi thiên thai? Trời đất ơi, cõi trên cõi dưới là bình thường rồi, cõi thiên thai nghe vậy ta thèm ta mới tới. Anh hiểu không? Bây giờ anh muốn cái gì anh coi, anh hỏi em đi, em nói hết cho coi. Đầu sao? Năm nhờ cô Sáu coi dùm quẻ tình duyên gia đạo được không cô Sáu? Trời ơi, đừng nói một quẻ, bao nhiêu quẻ cũng được, miễn trả tiền đủ là coi, không trả tiền đủ em mới quánh. Trời chuyện nhỏ, trời ơi, nói chuyện tiền bạc chuyện nhỏ. Là bây giờ muốn coi cái gì, muốn coi cái gì? Dạ. Dạ. Cô làm ơn coi giùm cho con vợ sắp cưới ở bên Việt Nam. Rồi năm nay có bảo lãnh qua được bên này không? À, có nghĩa là vợ sắp cưới Việt Nam mà coi lâu quá rồi không có qua được đây. Dạ. Rồi bây giờ anh tên gì? Dạ, Trần Văn Thọ. Trần Văn... Trời đất ơi, má ơi, tên Trần Văn Thọ nghe nhột thấy ớn luôn kìa. Nghe là biết rồi. Đã. Vậy nữ vợ của anh tên gì? Dạ, Nguyễn Thị Lũng. Trời á, dạ. Nữ tên gì, tuổi gì? Dạ, vợ con tuổi con ngựa. Tuổi con ngựa tí sủ dầu mẹo thành tiện ngọ mùi thân dầu tức hợi đông bắc nam tây, đông bắc nam tây ngựa. Đúng rồi, thôi nói với cổ đi, năm nay muốn qua Mỹ thì phải đi thẳng hướng biển đông. Đi thẳng hướng biển đông à? Sao đi hướng đó cô? Hướng đó ngày xưa Mỹ Châu nó đi, thành ra giờ cổ đi theo đi, cô gặp thần Kim Quy là tất cả đều được ý nguyện. Trời ơi, vậy là giống trong cái lịch sử mà đó, cái nỏ thần đó, nỏ thần Mỹ Châu đó, trong phim Mỹ Châu ngày xưa cái gì là Mỹ Châu chạy ra đó là được hết trơn. Thành dạ. Thành ra bây giờ cổ tin người cùng tuổi ngựa đúng không? Dạ. Ngựa là mã phải không? Dạ đúng, là phải gặp con rùa. Dạ, mà rùa là thần Kim Quy. Quy đó, bây giờ đọc đi, Quy là phải gặp mã. Dạ. Quy mã đọc ngược lại là gì? Quy mã là qua Mỹ đó. Trời ơi, cô đúng không? Có vậy quá. Đó hay quá, trời ơi hay quá, cô Sáu hay quá. Ông hay sao quý vị vỗ tay đó. Quy mã là qua Mỹ, đi gặp con rùa đi, con ngựa phải gặp con rùa là qua Mỹ chắc. Trời ơi, cô Sáu hay quá, không qua thì mua vé máy bay đi. Dạ. Đó vậy thôi. Dạ. Nghe vậy đi đó, có hay dạ không? Dạ hay quá cô Sáu ơi, đưa dạ tiền. Tiền hả? Đưa trời tiền ơi, chị nhỏ, chị nhỏ. Ông này em định dụ. Vậy tôi cô Sáu muốn nhiêu? Cô Sáu muốn bao nhiêu nói? Trời ơi, lẽ thằng này nó sộp dữ. 100 đồng. Cái gì? 100? Vậy mấy 20 cũng được anh. 20? Không, mấy đưa 10 đồng cũng được, làm dữ vậy. Cái gì? Trời ơi, thằng này em sợ nó bay vô nó cắn em quá à, trời ơi. Không, mấy muốn đưa nhiêu đưa, làm gì dữ vậy? 200. Trời ơi, con này nó sốc hàng quá. Biết nè, em quất 2,000 cho nó trả lời không á. Nè. Trời ơi, chú Trang này đi đâu cũng bằng chết gì hả ta? Sướng à nha. Trời ơi, anh bây giờ anh muốn coi cái gì tiếp, anh nói đi, anh nói đi. Bây giờ nè, cô dạ coi hay quá, coi dạ thêm dùm cho tôi coi cái sao? Công danh sự nghiệp năm nay coi sao. Đó, công danh sự nghiệp, tên nói trình duyên là trúng rồi phải không? Dạ. Giờ tới công danh sự nghiệp đúng dạ không? Bây giờ trong lòng của anh muốn cái gì, anh ao ước cái gì, anh nói ra đi, anh nói nhỏ nhỏ tôi nghe, tôi bảo đảm, tôi coi bảo đảm không trúng, tôi không phải thầy bói. Nói nhỏ cô nghe thôi nha. Nói nhỏ thôi, đừng nói lớn. Đừng có nói cho ai nghe cái chuyện này nha. Đúng rồi trời. Đừng nói ai nghe nha. Rồi, biết rồi, không nói ai nghe hết, nguyên nhiêu đây nghe đủ rồi nha. Nhiêu đây thôi nha, đừng nói hơn nha. Nhiêu đây thôi. Dạ. Năm nay. Tôi. Chuẩn bị. Làm gì? Tranh cử. Nghị viên. Trời ơi. Trời ơi, mặt nó vậy mà rồi tranh cử nghị viên. Không lẽ tôi gặp, không lẽ lần đầu tiên mà cái sáng giờ chưa coi được ai gặp ngay quỷ này nó ám tôi vậy sao trời. Cái mặt nó mà nghị viên, cái gì có nước hình đi cái gì. Trời ơi, cái mặt vậy mà nghị viên, trời ơi. Không được rồi, bây giờ lỡ cái tiền. Em nói nghe, yên tâm, cái chuyện mà nghị viên tổng thống rồi em coi là số 1. Em nói không phải nổ với anh nha. Dạ. Anh biết Obama sao mà đậu tổng thống không? Trời, sao cô biết? Anh không biết. Không biết, tôi không biết, tôi không biết. Tại sao vậy? Là tại vì người ta thích, người ta bầu cho ổng thôi. Người ta thích, ta bầu cho ổng. Đó. Trời vậy ơi, hay quá cô, hay quá cô ơi. Nó thấy chưa, hay quá văn mẹ luôn rồi, hiểu không? Không khỏi tôi nói ông nghe nè. Đó, hiểu không? Thành ra tại sao tôi nói cái điều đó ra là mình phải làm sao cho người ta thích, phải lấy lòng mình mới đậu được. Dạ, đúng rồi. Bây giờ nói anh nghe nè, con người ta phải có cái phong độ. Hỡi mà được như là hoàng tử mà lên vua là phải có chân mạng thiên tử. Dạ. Làm tổng thống phải có số, làm nghị viên phải có số. Dạ, đúng, đúng, đúng. Anh chạy vô trong đi, anh đi từ xa tới, tôi kêu một cái anh chạy ra, tôi coi cái phong, coi như là tướng anh từ trên xuống dưới, cái tướng tinh của anh có được hay không? Tướng tinh. Đó, đi vô đi. Rồi, rồi. Vậy là để tôi thay bộ đồ vía hay nha. Rồi, rồi, rồi. Đi theo đi. Trời ơi, thằng này nó phải người thường không ta? Nó nghĩ sao mà nó đi ứng cử nghị viên trời. Thôi kệ bà, nó muốn đu dây điện em cho nó leo ngọt cây nó ngồi luôn. Chứ bây giờ sao lỡ đu theo thằng này rồi, bây giờ biết sao, giờ nghĩ sao nghị viên. Trời ơi, tôi nói cho cô nghe, bữa nay tôi sẽ đi ứng cử nghị viên. Xong rồi. Xong chưa? Thank you.
Đi đâu đây? Tranh cử. Trời, mẹ tranh cử giống chú rể Hà Hoa với ông nội. Làm gì tự nhiên rồi ông đem hết nguyên một cái vàn bông ở nhà bên kia, ông ngắt ông bỏ lên phải không? Thì ghê vậy. Thằng quỷ nào tôi kêu nó gắn cái bông, nó lấy nguyên bó bông nó ịn lên áo vậy. Bộ thằng quỷ nào vậy, tôi kêu để nhạc hùng tráng tự nhiên để nhạc đám cưới cho người ta, tưởng tao chú rể mày. Thôi ông ý ông muốn vậy, ông muốn lẹ lẹt gì chứ gì. Nhưng mà con sao thấy được không? Được. Tao nói ăn mặc vậy là tao nói ông khùng dữ lắm, không ai khùng hơn đâu đó. Cái gì? À không, anh hùng. Anh hùng dũng. Lắm rồi. Ờ, anh rất là hùng dũng. Anh uy nghi lắm mà bây giờ cái giọng nói ra anh có thuyết phục được người ta hay không? Anh thấy ông Obama vừa đoạt tổng thống một cái là ra nói chuyện trước bao nhiêu triệu người mà người ta đều quan nghênh mà. Dạ. Bây giờ anh chỉ cần nói trước bao nhiêu đây mà người ta quan nghênh anh là bảo đảm nghị viên lọt về tay anh. Đó. Bây giờ anh có cái miếng gì dạ, anh đọc, hả? Anh đọc thử cho tôi nghe thôi, anh đọc thử trời cho ơi, người ta. Ờ. Ngay nghề của em luôn, làm em đi. Làm vụ này mỗi ngày. Đó, làm đi, làm đi. Đó. Làm đàng hoàng chỉnh trọng cái giọng thật sự để coi nó hùng hồn. Có chuẩn bị, có chuẩn bị. Ờ, để coi có lãnh đạo được không nha. Coi thử nha. Đâu rồi, đọc đi. Ờ, rồi, sang. Xin chào quý vị. Ờ. Quý vị ơi. Đó, thấy không quý vị ơi, rồi đó, con khúc bên đây chào ơi. Chào quý vị bên trái. Chào quý vị bên phải. Ờ. Sao? Nếu như. Ờ. Quý vị. Ờ. Bầu cho tôi. Ờ. Thì. Tôi tự nhiên đổi giọng à. Tôi. Ờ. Sẽ làm. Điều gì? Cho quý vị à. Những điều này. Trời, hay quá. Chưa gì hết mà nó đã hứa dữ rồi kìa. Để làm gì? Điều thứ nhất. Làm gì? Trong tuần lễ này à. Hành lá 99 sen chín bó. Trời. Trời ơi. Xả cây 99 sen chín bó. Trời. Gừng 99 sen chín bao. Trời. Ớt hiểm 99 sen chín bịch. Wasabi ăn sushi Nhật 99 sen 9 đồng. À, khoan anh ơi, cho ý kiến. Anh ơi gì, anh làm nghề gì? Chủ chợ. Tao. Chủ chợ mà ra ứng cử mày. Tranh cử chứ. Trời ơi mà nói anh nghe. Anh xe ông chi ba cái đồ nóng không người ta ăn chứ người ta chảy máu mũi hết rồi sao ông nội? Trời ơi con không biết gì trơn à. Bây giờ cho tan đồ nóng nhiều. Người ta nóng quá ngủ không được thì người ta thức, người ta đi bầu bỏ phiếu cho tôi. Trời ơi. Có lý. Ờ rồi còn gì nữa tiếp xe tiếp gì? Dạ, sao? Tiếp theo. Vụ gì? Đặc biệt. À. Nồi niêu chén dĩa ly tách. À. Cho không. Trời ơi. Sao trơn sang vậy? Trời ơi chứ để dọn chợ mấy con bể nó làm bể cũng vậy à. Trời ơi. Không. Sao tự nhiên dọn chợ làm chi? Trời ngu lấy tiếng sang. Trời. Để người ta dồn phiếu cho mình. Hay quá anh ơi, hay quá, trời ngu lấy tiếng sang. Mà anh bán kiểu này anh sập tiệm rồi sao? Tôi muốn vậy mà. Trời ơi. Đậu nghị viên rồi. Trời. Quyết định đậu nghị viên luôn mới ghê chứ. Hả? Anh. Cái gì thọt mày? Kêu nghị viên thọt ra qua mày. Người ta kiếm ông quá trời kìa. Đó, tôi lấy không? Trời ơi, người ta bu lại bỏ thiếu cho tôi quá trời đất ơi. Bỏ phiếu? Ai bỏ phiếu cho ông? Ông ký cái chết lộn. Người ta đòi kiếm ông đánh hội đồng ông kìa. Không. Không, làm ơn nha. Tôi có gì gấp lắm. Nha. Bây giờ tạm thời rút lui. Ông ở lại tranh cử. Tranh cử gì nổi nữa cô ơi. Bây giờ cô làm cử có cô ơi. Tôi ở lại chậm chút xíu nữa. Mấy kia nó chạy ra nó quýnh hội đồng. Tôi có chết quá. Ê, tranh cử ơi, thoát. Rồi cho thoát. Trời ơi, không lẽ sáng giờ em xui dữ vậy sao trời? Tự nhiên coi bói có người làm nghị viên mà nghị viên mà đi ký chích lũng cho người ta làm sao ông nội? Để sell cho dữ xong sập tiệm mà đồ ký chích lũng. Không mà cũng may thôi kệ đi, coi được nó cũng cho em được 200 bạc kệ. Không lẽ cái chết này nó đưa nó không tặng điếu thuốc mà vẫn lũng như thường sao ta? Trời ơi, nghi quá, chết tôi rồi trời ơi, chết tôi rồi thoát. Trời ơi, thoát. Thà là một lần đau thiệt là đau để cố quên đi niềm đau. Thằng quý tử con bà đâu rồi? Ai biết thì kiếm nó hỏi đi. Ôi ghê. Gia tài có đúng thành con trai một mà nó hư gì mà hư dữ vậy không biết. Nó hư vậy cũng giống ông thôi. Có gì lạ đâu. Con tôi nó phải giống tôi chứ. Chứ con tôi mà giống thằng khác bà yên định với tôi hả? Ông giỏi quá, ông công nhận nó giống ông vậy. Chứ sao? Phải không? Ừ. Ông công nhận nó giống ông thì ông đừng chửi nó mất công. Ông tự vô trong phòng, ông xoay gương, ông chửi vô cái bản mặt ông á. Ừ. Trời đất ơi. Bà nghe. Gì? Dạo này thấy bà quá lắm rồi nghe. Làm gì quá? Ăn nói là lộng ngôn dữ lắm rồi nghe.
Mà liệu mà lấy kim chỉ mà mai cái mỏ bà lại bớt đi nghe. Đừng có trách tôi. Nói chơi cho vui hả? Ông nói gì lộng ngôn? Ai nói gì lộng ngôn? Bà ăn nói lộng ngôn. Tôi nói gì lộng ngôn? Bà nói chồng bà nói này nói nọ bà chịu được hả? Rồi sao? Tại ai biểu ông nói xấu tôi chi? Ở quê là vậy á. Bây giờ bà muốn cái gì hả? Bây giờ bà muốn cái gì? Ông thách tôi hả? Ông muốn làm gì? Ông muốn làm gì ngon ông làm coi chơi à? Bà nói tiếng thách đi tôi làm cho bà coi. Tôi thách ông á. Bây giờ bà thách tôi thách ông. Trời ơi nó giết người nè. Trời ơi cơ. Trời ơi đánh vợ quá. Trời ơi. Trời ơi nó đánh vợ nè. Buông ra. Trời ơi nó đánh vợ nè. Vũ phu cái thứ vũ phu à. Bà nín cái gì vậy? Bà nín coi. Ai biểu đánh tôi? Làm gì bà la bài hải lên bà con hàng xóm tôi quá sao bà đánh? Ai biểu ông đánh tôi chi? Tôi có đánh bà cái nào chưa? Chưa. Vậy sao bà la? La trước phòng hờ. Phòng hờ vụ gì đây? Hàng xóm tới là vừa. Thôi. Đi qua ông chơi nào. Mệt quá. Tôi lại bà. Lại gì? Biết tôi sợ cái miệng bà luôn à. Trời, miệng tôi còn sợ đừng nói âm. Dẹp đi. Đừng có nói bà chuyện đó nữa. Bây giờ tôi nói đến thằng con quý tử của bà nè. Bà lo mà dạy nó đi. Lớn rồi. Lớn đầu rồi chứ phải nhỏ nữa đâu. Thì tôi cũng muốn cho nó có gia đình. Đặng tôi có cháu nội tôi ẩm đồng. Nhà thui thủi con mình tôi buồn chết. Muốn có cháu nội thì cưới đi. Bây giờ liên quan gì đến tôi nữa đâu. Vậy ông nói cái này mới lạ. Ông nói sao không liên quan gì tới ông. Con ông mà. Cái vấn đề hạnh phúc gia đình của nó ông phải có ý kiến chứ. Dạ tôi lại bà. Tôi gian bà. Tôi muốn có ý kiến lắm đó. Mà ý kiến của tôi có bằng ý kiến của bà không? Kiến tôi là kiến lửa bà đến kiến càng lận. Bây giờ tôi chịu bà không chịu được không? Thôi được rồi. Tôi biết mà. Nói nghe nè. Vậy là đồng ý cưới vợ cho nó phải không? Thì tôi nói vậy là chứ tôi đồng ý rồi. Ông nghe để nó vậy ha. Lớn cái đầu rồi. Mà nó duy sau này sợ nó vô trách nhiệm tôi mệt lắm. Mày yên tâm đi. Mà cưới cho nó con vợ về đi. Rồi nó biết trách nhiệm là cái gì liền. Phải không? Tôi bảo đảm bà vậy đó. Sao tôi lấy ông 30 năm rồi tôi có thấy ông có trách nhiệm gì đâu. Ừ. Trời đất ơi. Hiền với bà cũng không nổi nữa. Bây giờ bà nói tôi không trách nhiệm là sao hả? Bà nói lại tôi nghe đi. Không trách nhiệm chỗ nào? Tôi một mình, tôi một thân tôi. Tôi cài cục, mua nguyên cái nhà bự vậy nè. Tôi nuôi bà, nuôi nó. Bây giờ còn không có trách nhiệm là sao hả? Tội nghiệp quá. Hay quá. Của trách nhiệm của người cha là phải làm là xây nhà lên là thôi hả? Dạ mẹ mà... con ta tứa ra nó là thôi hả? Trách nhiệm là làm sao dạy con cái nó nên người kìa. Chứ không phải là xây cái nhà cho nó ở là có trách nhiệm. Một bữa giờ nó không nên người hả? Nó nên con khỉ hả? Nó không phải nên khỉ. Ông đâu có biết đâu. Mà nó cứ nên cái con gì đây nè. Con heo độc. Được chưa? Rồi chính xác. Cái câu này chính xác rồi. Tôi nói vậy bà là chính xác luôn á hả? Ai mà con cái gì mà 29-30 tuổi đầu rồi mà không biết mần cái gì hết trơn hết trọi. Suốt ngày lu bu hết con nhỏ này tới con nhỏ khác. Tôi nói thiệt, tôi không biết cái thằng đó nó con ai mà nó... Bà nói lạ. Bà mẹ nó, bà đẻ nó ra. Bà không biết nó con ai. Sao tôi biết được? Thôi nghe, tôi không thích cái giọng đó nghe. Rồi thôi. Tôi xin lỗi được chưa? Có con này mới vừa bụng nè. Vậy mới được chứ. Ông thấy không? Tôi nói thiệt với ông, tôi nói thiệt. Tôi đẻ ra mà tôi vô phước con trai nó không giống tôi một chút xíu nào. Hai cha con ông y hệt cha, tôi nói đẻ ngang vậy. Trời ơi, sao ai sinh đôi luôn. Trời đất ơi. Vậy mà còn nói nữa. Trời đất ơi, bà gom tôi sinh đôi với con luôn hả? Cũng may à. Ba tôi chết rồi chứ mà bà nói ba thế hệ sinh đôi lắm. Thì nó giống ông. Đó, tôi nói nó giống ông thôi. Rồi, được rồi. Mặt mũi tướng tá y chang như tôi. Còn cái tính là y như bà đó. Ông nói vậy là sao? Giống tôi là giống cái gì? Trời đất ơi, bộ tôi nói không phải sao bà la. Giống cái gì? Bà nhớ không? Năm bà 16 tuổi bà nhớ không? Cái gì? Bà vừa thấy được cái sắc đẹp của tôi. Bà chiêm ngưỡng được cái nhan sắc của tôi. Cái bà cuốn gói bà theo tôi. Nói chưa ăn miếng nằm, ói ra hết luôn. Nghĩ sao ông nhìn kỹ coi. Ông tự vô ông soi gương coi ông có đẹp không? Trời ơi sao ông tự tin dữ vậy? Ủa chứ sao hồi xưa bà mới gặp tôi bà khen tôi quá trời mà. Hồi đó học quá nó cận, chưa có đi mổ. Đâu có đi mổ mắt đâu. Thấy trời ơi nhìn vô trời chàng trai nào đẹp dữ vậy trời. Sao nó cao ráo tên nó cái gì nó cũng cao. Người nó cao, mũi nó cao. Đẹp quá xong lấy về ngay cái đêm động phòng. Trời cái miệng nó cao hơn cái mũi luôn. Trời. Bà chửi thẳng đi, bà nói thẳng đi.
Ông là thằng hô. Tôi nói thẳng vậy đi. Lương tâm không cho phép bị sợ đụng chạm nhiều. Nói thiệt chứ bà phước đức lắm rồi đó. Mà lấy được tôi đó, chứ trong cái dòng họ tôi hả? Tôi nè, mớm nhất đó. Khỏi cần kể, làm dâu mấy chục năm biết rồi. Bữa đám cưới đó, sao? Để nguyên dĩa heo quay có ai ăn được đâu. Cứ nhìn cười không à. Nhưng mà ông nói lại đi, ngày xưa ông đeo đuổi tôi. Chứ đừng nói là tôi đeo đuổi ông, không nói. Mệt quá đi. Ổi hai đứa ổi hết trơn, chứ phải mình bà ổi đâu. Chết cha. Trời đất ơi. Nói gì vậy đó? Thằng quỷ tử của bà về, thôi tôi lên. Đi đâu? Ngồi đây nói chuyện chơi chứ đi đâu hả? Thằng này tôi dị ứng. Làm gì dị ứng? Mỗi lần thấy nó, cái mặt nó là cái mặt tôi máu dồn lên mặt. Tay chân ngứa gáy, nhìn cái mặt nó mới giận. Giọng đi. Thôi thôi. Bà đây nói chuyện nó tôi lên. Đúng là. Mực bội chồng con, cứ thấy con cái là sợ, thấy con cái là sợ, tôi không hiểu được ông luôn. Ôi. Ủa, con đi đâu mà giờ mới về sớm vậy con? Đi uống cà phê với mấy con ghẹ được không? Ủa, con ghẹ nào mà sao má không biết à? Mấy con cà chớn xà bát không mà mới biết làm gì. Trời đất ơi, vậy chứ con dẫn nó đi đâu? Thì đi vòng chơi ấy lắm thì đưa vô phòng trọ. Ở đây phòng trọ thiếu gì? Trời ơi con ơi, cái đó không nên đâu con. Sao mà không nên? Con dẫn nó vô mấy cái chỗ đó, lỡ người ta khám xét cái người ta thấy nó trong đó rồi người ta ghép vô cái tội nó con gái không đàng hoàng, tội nghiệp nó con. Chứ nó có được đàng hoàng đâu mà má nói. Con nói vậy không được. Đây nè, má nói con nghe nè. Con muốn cái gì á, con cứ dẫn về nhà. Ba má có cấm cản gì con đâu. Thôi. Dẫn về cái nhà này. Lỡ có cái chuyện gì á, sau này nó biết nhà, nó tới nó nằm dạ, nó đòi này đòi nọ, má chịu được không? Con nói chuyện nữa. Mày ngồi xuống đây mày nghe má nói. Má nói rồi con đâu có điếc. Thì mày ngồi xuống. Ngồi đây, nói đi. Đẻ ra nó đàng hoàng, nó lịch sự mà có hơi cướp giật của ai đâu mà giờ sao mà dây xiềng, dây xích gì đâu mà quá trời quá đất thì không biết. Trời ơi, cái này là cái mô đen ta, hip hop của ta, má hỏi chứ không biết gì. Sao tao thấy đeo cái đó nó nở chứ có hốt gì đâu mày ơi. Nè mà nói con nghe nè, con lớn rồi, không? Cũng phải tính chuyện lập gia đình với người ta. Không lẽ suốt ngày chỉ rong rong chơi, chơi những đứa không ra gì rồi quanh năm suốt tháng vậy. Có ngày si đa chết à con à. À chết. Chết còn đỡ hơn là sống mà phải khổ. Trời đất ơi con nói gì đâu có được. Gia tài ba má chỉ có mình con à. Con có bề gì á, rồi lấy ai nối dõi tông đường. Trời ơi. Nối dõi tông đường. Cái tông đường này có gì đâu mà hay ho mà phải nối dõi. Ha. Con nói vậy là không có được nha. Mẹ nói cho con nghe, lớn rồi phải lo có vợ có con rồi làm ăn với người ta, thấy không? Đây nè, má nói cho con biết, ngày xưa đó bác hai của con bằng tuổi con là nhà cao cửa rộng kẻ hầu người hạ, không? Tiền bạc xe cộ đầy đủ chứ đâu có rong rong như mày. Bởi vậy bằng tuổi của ba là ổng đi đai rồi. Trời ơi, ổng chết là bị gì? Ổng bị ham tiền lo làm quá mới chết sớm. Rồi để tiền để của lại, để vợ để con lại. Vợ thì để cho người ta xài, còn con để cho người ta sai. Thì đâu phải má bắt ép con mà làm lụng cái gì đâu. Chúng bắt con gì? Nhưng má chỉ muốn con nó có một cái cuộc sống mà để cho nó ổn định. Có nghĩa là con có vợ có con ha. Đứa nào cũng được. Để ba má có một đứa cháu bồng ẩm cho nó vui nhà vui cửa như người ta. Như đó thôi hà. Vậy thì dễ, có gì đâu khó. Rồi má ngồi đó má chờ đi. Con chỉ cần đi một vòng thôi là 9 tháng 10 ngày sau má có 5-7 đứa mà ẩm. Bảy. Trời ơi, tao muốn đứa cháu nội chính thức kìa. Chứ tao đâu có muốn ba cái rơi rớt nó làm gì. Nội chính thức gì? Đưa ai về đây má cũng chê hết á. Chê này chê nọ. Ai đưa về đây má cũng không chịu. Đưa về má chê, má lắc đầu hoài. Nè, con hỏi thiệt má nha. Nè. Má có chơi thuốc lắc không? Bảy bả nè. Cái gì hoài? Tao nói thiệt mày, cả đời tao chưa dùng viên thuốc cho đừng nói uống thuốc lắc. Thiệt.
bệnh hoạn như ông dụng nha. Thiệt không? Ở thì quá có, ngày xưa có, nhưng mà dùng có một thứ thuốc hả? Thấy không? Mà, thuốc gì mà? Gì vậy? Thuốc ngừa. Thuốc ngừa. Sao mà con dẫn ai về, má cũng chê, má lắc đầu hoài vậy má? Thì giờ má thấy không được, má nói không được. Không được nghe. Đó, con hỏi má nè. Má biết con Xuân, má biết con nhớ con Xuân không? Con Xuân mỏng á, con dẫn về đây. Má chê, má nói trời ơi, con nhỏ này nó mỏng quá, không được, nó yếu tướng lắm. Là sao vậy má? Vậy nè, má nói con nghe. Sao? Con gái con lứa gì đâu á, mà nó ốm yếu quá như vậy, nó chết yểu lắm con ơi. Chết yểu? Thì bây giờ mà nó mau chết vậy đó, rồi mình mới kiếm vợ khác được. Chứ lẽ cả đời sống với một người hoài hả? Chán chết. Nhưng mà tao nói rồi, má nói không có được là không có được. Con gái gì mà trời ơi, tao nói người ngợm nó suông được thấy gốm. Con cưới hay má cưới thì má lo. Thôi con ơi, má nói rồi, rước ba cái thứ nó về tốn thuốc lắm con ơi, không có được. Tốn thuốc là sao? Con gái con lứa gì mà trước sau như một à. Sao con không quan trọng, má quan trọng chuyện đó. Má nói con gì? Đừng buồn nghe. Thiệt á, cưới con nó về rồi á, nó nằm á, nó ngủ á, thiệt không biết nó nằm ngửa hay nó nằm sấp luôn. Con không biết nghe. Con nói thiệt má đừng buồn nha. Không biết hồi đó nghe, bà nội mới có chê má như vậy không chứ. Chứ thế giờ thôi nghe mày. Má phê bình ta dữ nha. Thì phải chê thôi. Chê. Bây giờ má nói vậy đó. Con rước cái thứ yếu tướng là gì à? Muốn có một đứa con cũng khó khăn lắm con ơi. Thì con sẽ làm cho nó có. Thì nó dù mà nó có đi nữa đó, nó cũng èo uột lắm con ơi. Sắp bị cột vậy. Con Xuân rồi má chê ốm, sợ chết yểu. Còn đây con Trang á, ta mập mạp, ta sức khỏe vậy á. Vợ con thiệt bỏ đói 3 tháng cũng không sao. Rồi má cũng chê nữa là sao? Trời ơi, má nói không có được là không có được mà. Không được con gái con lứa gì đâu, chưa chồng mà ăn uống không có kiêm cử gì hết. Người có tròn do như cái hộp vịt lộn mà. Nhìn như con cá bóng mú mà, thiệt không? Bây giờ là sao? Giờ ý má nói sao? Tao nói thiệt với mày nha. Bữa mày có thấy không? Bữa sinh nhật tao luôn. Dạ. Trời ơi, nó đặt cái đầm vô. Tao nhìn tao còn hết hồn, mày nhìn cặp giò nó không là tao thèm nước mắm đường rồi. Giò mà tao thèm mắm đường. Má má. Là sao má? Mày nhìn hai cái bắp chuối nó nhìn như hai cái trái sồi tượng thấy gốm không? Giờ má nói con mới để ý, không những bắp chuối, con Trang nó bự thế. Bởi vì má nói không có được. Đây nè, con gái á mà cái tướng mà nó tròn do như vậy, thấy không? Trắng nõn nà mà cái lưng tôm như vậy. Sau này nó đẻ sai lắm, trời ơi, nuôi không có nổi đâu con ơi. Trời ơi, sao kỳ cục ghê vậy? Người ta ốm o tao ghê, má nói là đẻ không được cho má cháu. Rồi giờ người là đẻ nhiều, má cũng không chịu, giờ ý má sao? Má lo nó cũng lo cho mày thôi chứ lo cho tao ha. Thôi vậy nè, giờ con Xương không chịu, con Trang chịu, chỉ con Hạnh. Thôi mà má lại con. Sao lại con nữa? Cái con Hạnh mà cái con lùn mã tử đó, đầu đuôi có thước mốt mấy phân đó ha. 5 phân. Sao má? Sao ta thấy không có đứa nào coi được hết trơn. Trời ơi, người ta bây giờ nè, ốm cao không chịu, giờ mập mạp cũng không chịu, giờ thấp thấp vừa người cũng không chịu, giờ má nói sao? Giờ con Hạnh làm sao má nói con nghe đi, bị gì? Tao nói cho mày nghe nè. Dạ. Trời ơi, con gái con lứa gì đâu mà cái tướng nó xấu, xấu mà xấu kinh hồn luôn. Xấu sao? Cái tướng gì mà cứ 10 giờ 10 biết thì làm sao sống? Mày đi ra đường mà mày nghĩ sao nó cứ chỉ như cái đồng hồ 10 giờ 10. Mày nói sao con hình dung 10 giờ 10 là sao? Mày mường tượng không ra phải không? Không ra. Mày nhìn cái cặp chân nó đi chưa? Sao? Một chân nó đá số 10 ha. Một chân nó đá bên này ha. Nó đi nó vậy nè. Nó cứ vậy nè. Nghĩ sao con gái ra đường đi thấy gốm không? Công nhận giờ má rồi. Làm lại con mới thấy là vậy là mới gọi là tướng 10 giờ 10 hả má? Ờ. Nhìn cái tướng nó coi không được con ơi. Bạn bè bồ bịch ta đứa nào không chê. Biết giờ sao cho vừa làm má. Bây giờ này, có con Huệ. Con Huệ là con nào? Huệ khoe của. Vậy. Cái con nhỏ mà người mỏng mỏng mà cái bộ ngực nó dày mo đó ha. Dạ. Thôi. Mệt quá con nó coi còn không được hơn á. Con không được sao con không được? Nó nghĩ sao con không được? Mày nghĩ coi con gái con lứa gì mày đi ra đường mà cái ngực nó tấn. Không có vừa à, phải đưa cái này vô nè. Cái tấn công rồi cái mông nó phòng thủ như vậy nè. Mày coi được không? Coi cái tướng là nó không ưa đâu. Trời, trời xin ta vậy mà sao? Không được con ơi. Tao ghét cái thứ con gái mà đi ra đường mà cái ngực xé gió đi trước mà cái mông nó lả lướt theo sao coi nó dị hổm. Ai cũng chê hết á.
Trời đi, bạn bè bộ bịch ta về á, chê là chê ốm, rồi chê là mập, rồi giờ chê là dày nọ, rồi tùm lum la hết á. Con hỏi má nè, bạn á, cái miệng người ta dày á, má cũng nói là không nên, yếu tướng. Rồi cái người người ta á, mỏng mỏng mà cũng nói là ốm o, nuôi không nổi. Rồi á, miệng mà rộng quá mới nói là tan quan cửa nhà, rồi này rồi nọ. Trời ơi, không biết sao mà nói chứ, vừa lòng má nữa nè. Trời ơi, má nói con nghe nè, ý là má muốn kiếm cho con á, một người vợ là phải trên trung bình, đại khái như là nó như má vậy nè, phải không? Là mắt nó phải long lanh đa tình nè, mũi nó phải cao thanh tú nè, miệng nó phải đẹp, cổ nó phải cao nè, ngực nó phải đầy nè, bụng nó phải thon nè. Thôi thôi được rồi, thôi má con stop được rồi, má đừng có đi xa hơn nữa. Má ngừng đúng chỗ. À, ý của má là đại khái là phải giống má. Đúng không? Có một con nhỏ này, nó thương con lắm. Nó tên là con Hồng. Nó y chang như má vậy đó, dễ thương lắm. Đó, cái người đó là người má muốn tìm cho con. Tại vì mẹ con tả sơn cho má coi nghe. Đúng đúng. Dốc dáng người ngộm y chang như má luôn. Cái mặt nó là cũng tươi vậy nè. Đó, mắt lúc nào á cũng lẳng lơ á. Không phải, cũng lãng mạn hết á. Còn á, sống mũi của nó mới biết không? Trời ơi, sống mũi y chang má là sống mũi sọc dưa. Vậy, sọc dưa là sao? Không phải, con biết con nói là dọc dừa đó. Đó, đó. Đẹp lắm má. Còn cái miệng trời y chang má luôn. Cái môi mỏng. Mỏng nè, như con hố đó. Ngồi vậy mỏng vậy. Con nói là môi má mỏng hơn môi của ba. Cái gì? Ông kỳ cục lắm. Ba mày mẹ không biết hả? Ông có cái tính kỳ cục. Ông ở trên cao bao nhiêu đi nữa, nghe người ta nói cái gì cũng không bao giờ nghe. Đụng tới cặp môi tự ái lên tiếng liền mà sao? Mày sẽ kỳ nha. Môi ba vậy thiệt hả mày? Đó, môi ba mày vậy còn môi tao mày nhìn đi. Nghĩ sao mày chê mỏng? Trời, tao sắc ra hai dĩa còn dư trên này nữa cứ không? Không, mà đặc biệt mày biết không? Cái này là y chang má luôn nè. Cái miệng nó nói mà từ sáng tới chiều nó hoài không bao giờ biết mỏi. Con nói thiệt á. Con biết, nhưng mà má nói nhiều với má có duyên chứ bộ, đúng không? Ừ, phải là cái đó duyên, qua được, vô duyên đâu nghe. Thầy gỡ được cái này nè. Nhưng mà thôi đừng nói tới cái miệng nữa. Dạ. Quan trọng là mấy cái phụ tùng khác nó làm sao. Ủa, phụ tùng y chang má. Cái gì mà muốn nở là cho nở, cái nào muốn thắt là cho thắt vậy đó. Người má muốn tìm, con dẫn nó lại đây liền đi con. Thôi. Sao vậy? Nó mắc cỡ lắm. Nó mắc cỡ y chang như má vậy đó. Cỡ nó ngại lắm. Không sao đâu. Bây giờ con cứ dẫn nó tới đi. Ừ. Cái gì má chui vô buồn má trốn. Ê, má rình má coi. Hả? Ừ. Vậy nha. Ừ. Má nhớ má trốn rồi cho con điện thoại cho nó tới. Ừ. Má tôi tới đây má trốn giùm con nha. Má trốn liền. Má trốn liền. Má nó mắc cỡ lắm. Rồi đi đi con. Điện thoại nó đi. Trốn đi. Từ từ nó qua má mới trốn. Trời ơi, mới ngồi đi. Giờ má trốn đi rồi con mới điện nó nói chuyện chứ. Nhưng mà con nhớ kêu nó qua liền nghe. Ừ. Qua liền đó. Trốn thì trốn con đi. Thôi má đi liền. Ừ. Alo. Hồng nó hả cưng? Đang làm gì đó? Ủa? Gì? Nặng bụng hả? Nặng làm sao cho cái mặt á hố hàng rồi không đi. Hết đẹp đó nghe chưa? Anh không có thương nữa đâu á. Nặng mụn rồi, tính làm gì? Hả? Chạy nợ hả? À, chạy bộ. À, anh điện thoại bên anh nó mất sóng, nghe không có rõ. Rồi, chạy bộ xong rồi, em làm gì nữa? Hả? Tắm rửa hả? Tắm mà, còn tắm được rồi. Chắc là lâu lắm ha. Thôi em khỏi chạy bộ chỉ cho nó mệt. Chạy thẳng qua nhà anh nè. Anh chờ em lâu lắm anh chịu không nổi nè. Qua nhà anh nè. Có chuyện quan trọng muốn nói với em. Nhớ nghe chưa? Qua đây á, mặc quần đàng hoàng á. Trời ơi, không phải anh nói là em mặc quần áo cho đàng hoàng á, chứ đừng mặc cái mini zip như bữa hổm, nghe không? Ừ, qua liền nghe. Ủa, nó qua liền hả con? Thôi, đây
Mày em nó rừng con hả? Nó đâu rừng, nó đứng hồi nãy giờ đây. Tại mày quay mặt kia mày không thấy, mày nói trong rừng. Trời ơi, nhà cũ gần ở đây nè. Má lên đi, má lên, má trốn đi. Cũ qua liền bây giờ đó. Nhớ nè. Má nó chọn mắt coi chút. Ê, giống chào mà thấy coi à. Thật anh. Không. Nhiều kêu cách gì trời. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Trời ơi, sao? Gì á? Sao mà... Sao mặc quần, mặc quần kìa? Trời ơi, thì cái này là cái quần chứ là cái gì? Cái quần nhưng mà... Sao mà... Ngắn quá. Trời ơi, cái quần này là quần dài nhất của em rồi đó. Quần trời ơi. Cái mặc quần đấy, cái quần này dài nhất rồi. Dài, dài lắm rồi đó hả? Không có đủ tâu mặc gì kỳ lắm. Cô Diễm về nha. Về. Về chi? Ra chợ Bến Thành mua bộ dài mặc vô cho vừa lòng anh. Thôi mà. Thôi được rồi, ngồi xuống đây đi. Có chuyện nói nè. Ủa? Bắt tao mặc đồ dài, đồ kính mít thôi, bắt em đi chết mà xuống không? Thôi mà. Có chuyện gì? Ê. Gì? Sao có cái cục gì ngay lỗ mũi bự vậy trời? Ra nặng mụn quá. Tôi kêu tao đi qua cho nhanh nhanh gấp gấp. Chưa có nặng kịp mà thấy không? Vậy. Về nha. Về chi nữa? Nặng mụn. Thôi. Quá. Về nặng mụn lâu lắm. Chuyện gì nói lẹ lẹ đi. Bây giờ này có chuyện quan trọng với bạn với em. Chuyện gì? Về bạn về cái chuyện tương lai của hai đứa tụi mình. Mình có tương lai đâu mà tính. Gì vậy? Chị em nháy nháy đâu rồi? Hả? Con nào chảnh phải không? Không có, hai mình hát. Cái cổ á, cổ sáng ngày xuân khó chịu quá. Bỏ chuyện quên rồi hết rồi. Nè, anh tính gặp em để mà... Gì? Bạn chị duyên nợ hai đứa tụi mình. Có thể mình trở thành chồng vợ nữa. Trời ơi! Sao anh biết chắc là má sẽ chịu, em giống má lắm. Đẹp, dễ thương, y chang như má vậy đó. Cho nên anh nghĩ là má chịu. Má đẹp lắm. Má đẹp ngang em. Ừ. Không nghĩ là em cũng đẹp ngang ngửa má luôn hả? Ừ, đúng rồi đó. Có điều kiện gì đó. Ừ. Em có điều kiện gì nha. Điều kiện gì? Khi mà em làm vợ anh rồi. Cái gì cũng được hết á. Anh hứa là anh phải coi em bằng má nha. Ừ. Có nghĩa lúc nào cũng phải kêu bằng má. Được chưa? 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 Được
thì sao nãy điện thoại không nói luôn, để ta coi ông đồ ta quen cái một qua đây đi, mất công về bển thì đem đồ qua không, em ghét lắm. Mà nói trước nha, dọn vậy sao? Nếu mà chịu là làm rụp rụp đi ha. Em không thích làm cô dâu, em thích làm dâu, thích làm đám cưới nó rườm rà quá đi. Không, đời em đơn giản vậy nên cái rụp thích là làm cái rụp. Mà em nói nha nha, nào giờ yêu nhiều lắm á mà chưa ai mở lời đám cưới với em đâu. Mà ta nói câu á, cưới chồng hay cưới liền tay chứ để lâu ngày con khát nó hốt đi nên được rồi đó. Ok em chọn anh. Mà nói trước nha, sống mà hợp là sống luôn tới già, mà không hợp 7-21 ngày là bái ba cho lấy thằng khác thôi nha không. Về nha không? Về qua bển gom đồ qua đây ở liền nha không? Gì? Giờ về nè, em về đi ha. Rồi cái tối rồi mình gặp bạn chuyện này tiếp nha. Bây giờ anh nói chuyện với má anh coi, má anh chịu em chưa ha? Cho anh biết liền nha. Bây giờ nè em đi về ha, xong cái anh mà nãy giờ phát má anh biết rồi, má anh hả? Không có. Chắc má anh sẽ chịu mà. Rồi tối cho mình gặp nhau mình trả lời cái vụ này ha. Thì nghe xong con đồ ở đây ở luôn làm dâu luôn ha. Ừ nha, tối nha. Em về nè, hẹn chỗ cũ. Cái gì? Biết nha. Biết nè. Không riêng em thì chắc không biết sao để ý. Không có cái khổ bị nữa. Đúng hả? Ui da. Rồi hết. Rồi nha. Về đi. Khi con cũng hiểu làm ba con, ông thương con, ông muốn lo cho con được đàng hoàng nên người nên ông mới khó vậy thôi. Chứ cha nào mà đi dữ dằn vậy đâu nè. Nhưng mà thôi, để má nói chuyện với ba đi cho thoải mái đi. Con đứng nép bên trong đi. Không sao được đâu. Vậy mày yên tâm đi, mày núp đó mày chờ coi má mày ra tay. Vậy đi ha. Đi đi. Dạ. Tội nghiệp nhỏ, vậy mà sợ ông hết sức. Bởi ông à. Ông à, trời, kêu vậy không bao giờ xuất hiện, mà một phát là chạy xuống tới đây liền, môi dài, đó chưa, xuất hiện liền tay, hả? Xuống đây, làm gì cái miệng mà cứ bài hải kêu tôi hoài vậy hả, làm gì cũng yên với bà nè. Ngồi xuống đây tôi nói chuyện cho ông nghe. Nói cho bàn cái chuyện là cái chuyện của thằng con mình đó. Sao? Tôi đã tìm được cho nó một đứa con dâu tuyệt vời. Thiệt không? Khỏi cần nói. Nó làm sao? Tôi nói ông nghe, nó đẹp người đẹp đó. Ngày xưa ông lấy tôi sao thì con này nó như vậy. Trời ơi. Sao tháo mồ hôi vậy? Còn đường đứa giống bà nữa hả? Còn mừng quá phải không? Trời ơi, cái môi ông càng dày ra là tôi biết ông càng mừng. Khó tìm những người như tôi lắm. Mà ăn nói bà nói chuyện mà có thấy mâu thuẫn không? Sao? Giống bà mà bà dùng cái chữ đẹp hả? Mà phải dùng cái chữ nó ngồ ngộ chứ. Trời đất ơi. Ngồ ngộ là được rồi. Nhan sắc y như bà vậy hả? Nhan sắc như tôi. Thôi kệ đi, kiếp trước nó phá chùa ráng nó chịu đi. Còn tính tình nó làm sao? Thì hệt luôn, ta nói hiền dịu nết na thùy mỹ đang trang, coi như nó vô một ề với ý tôi vậy đó.
tính tình nguy trang á. Mừng nữa nè. Trời ơi, thằng này nó phá chùa mà còn quýnh thầy tu. Chị trang như bà luôn rồi á. Ừ. Sao ông thấy sao bây giờ quyết định là phải đi cưới cho nó? Được rồi, để tôi làm việc với bà. Sao? Thì bây giờ tôi quyết định rồi đó. Tôi quyết định là cưới con nhỏ đó về cho nó. Bị con nhỏ đó nó giống tôi, đơn giản là chỉ có thế thôi. Bây giờ tôi nói cho bà nghe. À, làm cha làm mẹ thì ai mà không thương con, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mình phải thương làm sao cho con mình nó có một cái tương lai là sáng lạng, cái gia đình là hạnh phúc. Đó. Bởi vì nó thương đâu, nó ưng đâu là tôi gả đó. Ông nói câu này đúng nè. Nhưng mà mình phải xem xét cho kỹ nha. À. Biết tại sao không? Sao? Bởi vì cuộc đời tôi đã từng giẫm phân một lần rồi thì tôi phải biết nó thúi, đúng không? Bởi vì con nhỏ nào mà giống hệt như bà là dẹp đời của tôi, à chết vinh.